Em đẹp hơn ánh sao, kỳ tinh chia tay hàn đỉnh của ngài cờ rớt. Sau khi cân nhắc mọi mặt, kỳ tinh Đàm Tùng Vận quyết định từ chối đề nghị đầu tư từ Hàn Uyển để hợp tác với công ty y tế Đông Dương của Hàn Đình Hứa Khải. Không lâu sau khi ký hợp đồng, công ty khởi nghiệp của cô đã nhận được khoản đầu tư đầu tiên. Kỳ tinh hạnh phúc chia sẻ tin vui này với bạn trai Triệu Nhất Thần. Nào ngờ phản ứng đầu tiên của anh ta không phải mừng cho cô, mà là trầm ngâm rồi nói nở chia tay. Sững sờ khi bị chia tay, kỳ tinh vừa khóc vừa cố gắng níu kéo. Anh không thể chờ em nữa sao? Em đã nói rồi, em sẽ rất nhanh thôi, anh có thể đợi em thêm chút nữa được không? Đáng tiếc câu trả lời cô nhận về lại không như ý muốn. Bạn trai của kỳ tinh thực ra không tin tưởng cô sẽ khởi nghiệp thành công, chỉ là anh ta hiểu rõ tính cách của cô nên không quyết liệt ngăn cản. Em cũng biết tính cách của Tinh Tinh mà, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu cô ấy vẫn cố chấp với suy nghĩ này, ngược lại cũng có thể thực sự yên ổn. Thiệu Nhất Thần từng nói với bạn của kỳ tinh như vậy. Một tình 4 năm tan vỡ, kỳ tinh vô cùng đau lòng và gần như không có tâm trí để làm gì. Hàn Đình khẽ liếc qua đã phát hiện sự bất thường ở cô. Trong cuộc nói chuyện riêng sau đó, Hàn Thình nhận ra kỳ tinh và bạn trai đường ai nấy đi, bởi cô không còn đeo nhẫn cầu hôn. Bạn của Hàn Đình cho rằng đây là một cơ hội tốt để anh theo đuổi crush 10 năm của mình. Chuyện tốt mà, vậy anh còn không mau đi tìm cô ấy. Hiện giờ là lúc cô ấy cần được an ủi nhất đấy, anh vất vả ở đây làm gì chứ, người bạn thúc giục. Hàn Đình từ chối bởi anh không thể làm được việc thừa nước đục thả câu. Thế nhưng bạn anh cho rằng chỉ cần có thể đạt được mục đích thì đâu cần quan tâm đến việc dùng cách gì. Ở diễn biến khác, Hàn Đình thấy kỳ tinh uống say khướt nên lập tức đến đưa cô về. Khoảnh khắc kỳ tinh say gối đầu lên chân Hàn Đình mà ngủ khiến anh có chút bất ngờ, còn người bạn ngồi ở ghế trước lại thích thú ra mặt. Kỳ tinh sau khi uống say không hề yên tĩnh mà vô cùng quậy, khiến Hàn Đình rơi vào cảnh chật vật trong lúc chăm sóc cô. Kỳ tinh ôm chặt chân Hàn Đình, còn anh cố gắng dùng ô để vơi nơi ảo chiếc ghế lên xe.